tôi sẽ kể cho các bạn nghe về một trải nghiệm sáng bế tắc của tôi trong phòng này nha. Cái phòng đó là học mẫu ớt, mà bản thân tôi rất là sợ ớt, cho nên là suốt một buổi học không dám ngồi trong lớp mà phải đi ra ngoài. Cuối cùng thì lấy hết sức can đảm để quay trở vào phòng học và học cho đến hết tiết. Cuối cùng là qua môn. Qua môn. Qua môn. Hi, xin chào các bạn. Hôm nay mình làm vlog này để nói về những trải nghiệm và cảm nhận của mình trong suốt 3 năm học vừa qua. Và bây giờ chúng ta sẽ đến với 5 điều thú vị về ngành công nghệ sinh học tại Văn Lang. Các bạn đừng nghĩ học sinh học là chỉ mỗi việc Thăm ngàn, kẹp ngành. Trong rất nhiều nội dung học của chuyên ngành công nghệ sinh học thực vật và công nghệ sinh học động vật, để học và trở thành một kỹ sư công nghệ sinh học thì định hướng của tụi mình còn rộng và lớn hơn nhiều. Đây là thư viện của chúng ta, nơi mà các bạn có thể tìm thấy được nhiều cuốn sách hay phục vụ cho môn học của các bạn. Các bạn sẽ học những môn cơ sở như là di truyền học, môi trường và con người, tiến hóa và đa dạng sinh học. Theo mình thấy thì những môn đó khá nặng về lý thuyết, nhưng đó sẽ là nền tảng cho các bạn sau này. Khi đến năm 3, năm 4, chúng ta đã vào được chuyên ngành rồi, có rất nhiều môn học hay đang chờ các bạn như là kỹ thuật di truyền, độc chất học, công nghệ chế biến sữa, công nghệ chế biến rau củ quả và rất nhiều môn học khác. Ngoài những giờ học lý thuyết trên lớp, các bạn còn được học thực hành ở phòng thí nghiệm, mà cơ sở vật chất ở Văn Lang các bạn cũng biết rồi đó, không tầm thường đâu nha. Có rất nhiều trang thiết bị phù hợp với những môn học như là kỹ thuật di truyền, hóa sinh, vi sinh, xịn lắm luôn á. Như các bạn đã từng học sinh học ở cấp 2, cấp 3 và được làm quen với một số thí nghiệm trên động vật và thực vật thì ở đại học, thí nghiệm sinh học sẽ được nâng lên một tầng cao mới. Tại sao mình lại nói nở hoa hay là bế tắc? Vì trong các phòng thí nghiệm yêu cầu các bạn cần phải tỉ mỉ và cẩn trọng trong từng thao tác. Đây là phòng công nghệ sinh học thực vật. Đây là một số sản phẩm nuôi cấy do khoa mình đã tạo ra. Như đây, đây là cây trầu bà đế vương. Thì theo như thông thường chúng ta sẽ cấy ở môi trường bên ngoài là cái môi trường trong đất. Thì đây chúng ta sẽ được cấy trên môi trường thạch. Như các bạn thấy đây. Đây là phòng công nghệ sinh học động vật và vi sinh. Tại đây các bạn sẽ được thực nghiệm cho các mẫu động vật sống như là chuột, cá và ếch. À, tôi sẽ kể cho các bạn nghe về một trải nghiệm sáng bế tắc của tôi trong phòng này nha. Cái phòng đó là học mẫu ếch. Mà bản thân tôi rất là sợ ếch, cho nên là suốt một buổi học không dám ngồi trong lớp mà phải đi ra ngoài. Cuối cùng thì lấy hết sức can đảm để quay trở vào phòng học và học cho đến hết tiết. Cuối cùng là qua môn. Đây cũng là phòng công nghệ sinh học thực phẩm. Tại đây các bạn sẽ được nghiên cứu quá trình lên men của thực phẩm, bảo quản thực phẩm và kiểm nghiệm thực phẩm. Đây là một số sản phẩm do giáo viên lại cô Quyền của khoa mình điều chế. Đây là giấm tre có tác dụng kháng khuẩn, kháng viêm, là một thành phần để tạo dung dịch nước rửa tay sát khuẩn. Còn đây là tinh dầu xả, có tác dụng khử mùi, khử khuẩn. Như một số bạn đi spa thì sẽ được người ta xông tinh dầu xả để giúp cho tinh thần thoải mái. Khi học công nghệ sinh học ở Văn Lang, các bạn sẽ được tham quan thực tế ở mỗi học kỳ. Và đến năm 3, năm 4, các bạn sẽ có một tháng thực tập tại doanh nghiệp. Và cuối cùng là một tuần lễ đi thực tập chuyên ngành cuối khóa tại Đà Lạt. Chương trình ATSM sẽ do khoa công nghệ, khoa kỹ thuật và khoa công nghệ thông tin tổ chức. Bên cạnh đó còn nhiều chương trình thú vị khác nữa. Các bạn thấy đó, vừa học vừa chơi, xả stress, đó là những gì chúng ta nhận được ở Văn Lang. Không phải mình chỉ về quê nuôi cá và trồng thêm rau đâu nha. Các bạn sẽ được làm trong những viện nghiên cứu sinh học, các nhà máy dược phẩm, thực phẩm, trở thành những cán bộ xét nghiệm trong bệnh viện và các trung tâm y khoa và một số vị trí khác nữa. Ngoài ra, nếu bạn nào thích ngành nông nghiệp công nghệ cao, trường sẽ tạo điều kiện cho các bạn học đi du học tại Israel. Và đó là 5 điều thú vị về ngành công nghệ sinh học mà mình muốn giới thiệu cho các bạn qua vlog này. Các bạn thấy đó, tố chất của một sinh viên công nghệ sinh học đó là tỉ mỉ và kiên nhẫn. Vì đây là một ngành học nghiên cứu ứng dụng,
Vì thế các bạn cần phải học tập một cách thật là chăm chỉ và nghiêm túc để đạt được một kết quả thật tốt nhé. Welcome to Văn Lan. More weed every day.